yêu đến với livestream của shop em buổi trưa ngày hôm nay nha. Rất là nhiều váy đẹp cho mình và giá thì chỉ từ 100 hơn đâu các chị ơi, nhiều đồng xinh lắm. Hàng mới thì tầm là 200-300 một váy nha. Rồi đầu like em có một cái mẫu đầm đi tiệc cho mình. Em này với chất liệu là von và đó toàn bộ là kim tuyến. Những cái ô màu vàng các chị thấy trên đầm của em đặt bi vàng này nè, là kim tuyến nổi phía trên nha. Hàng mới đủ size cho mình luôn. Trời em thấy nó đẹp quá, em mặc đầu like với chị. Mới vừa về hàng luôn, mặc đầu like khoe trước nha. Rồi ai nhanh tay em chốt cho mình luôn nè, chỉ có 349.000 đồng thôi là các chị yêu đã có ngay một em đầm hàng cao cấp rồi. Dạ như em là thời trang trung niên nha chị Kelly Nguyễn. Bên em là thời trang trung niên nha, hàng thiết kế mình yên tâm về cái chất lượng cho em luôn. Rồi em sẽ mặc mẫu nào và ghim cho các chị cái mã số ở bên dưới luôn. Mình chỉ cần đặt hàng cho em là mã sản phẩm kèm số điện thoại là được nha cả nhà. Đầu like mở màn em váy xuất sắc ha. Em này chị nào cũng mang được, không kén dáng luôn ha. Mình tròn người, ốm người đều có thể mang hộp cho em. Đây, form dài qua gối. Em cho mình coi cái form váy đằng sau nè. Đó, dáng đầm xề dài, khóa ẩn được may phía sau lưng với chị đó không? Xuất sắc chưa? Đi chơi, đi tiệc hoặc mặc chụp hình cho em mẫu này thì khỏi bàn luôn. Phần cổ áo sẽ được may là cắt xẻ cho mình nặng và có xếp ly nhúng đường chân ngực ở đây. Nên cái chị mặc vô ha, nó giúp mình là nâng dáng vào một, rất là đẹp. Dạ có, 2X đầm này em khoảng 85, ok chị Tuyết ơi, em có size nha. Đầm mới đủ size mấy chị cứ yên tâm. Em này thì full size, nhỏ to gì cũng có. Hôm nay dưới 65 cân cho em mình chốt nha. Bao nhiêu tiền mẫu đang mang? Dạ 349.000 đồng nha chị Ellie ơi. Mình đặt mã số giúp em ạ, 1550 và kèm cho em số điện thoại nha cả nhà. Em mặc trên người đây mã số sản phẩm 1550. Nếu như các chị yêu mình xem được live stream của em, mình chấm bài đi mấy chị. Ai vô like đầu tiên mấy chị chấm bài tương tác cho em trước. Với lại bây giờ không? Chia sẻ nha, đầu like vô mình chia sẻ trước đi, tại vì một hồi em lên sale những cái sản phẩm ví dụ như nó có 99.000 thôi chẳng hạn đó, mà số lượng lại ít đi thì chị nào mà nhanh tay mới có đơn đó, cho nên là nhanh tay mình sẽ chốt được giá sale rẻ nha. Rồi ok chị Ngọc nha, chốt mã số 1550 nè, chuẩn bị em qua mã. Một đồng em mặc có 2 phút à, 3 phút à là em qua nha. Chị nào mua trễ sợ không có hàng, em lại có túi nè. Có lót ở trong với chị Trâm, đồng von 2 lớp. Em mặc là váy von và tất cả các đồng chiffon, von hoặc là ren bên em đều được may 2 lớp nha. Ok chị Ngọc à, em thấy đơn hàng của mình rồi. Em ghim giá nè. Đó, 349.000 đồng cho em chị. Thấy cái ghi giá ở dưới của em chưa? Bình luận cho em, cú pháp đặt hàng gồm có là mã số sản phẩm và số điện thoại nha cả nhà. Điều kiện sang sale là 3 lần chia sẻ, rất là đơn giản luôn. Thay vì mình qua trực tiếp shop em, mẫu đồng này bao nhiêu? 550.000 đồng. Thì trong đúng bài live stream này em sale còn có 349 à, rẻ hơn nhiều không? Ngay trên live này luôn, giá có 349.000 đồng thôi. Ai nhanh tay có đơn, ai chậm tay là hết nha cả nhà. Cho chị một váy mẫu mang nha shop, size L là 74. Em 74 lấy cho em size L đi chị. Có, nhưng mà chốt mã cho em đi, sau lưng khóa kéo ẩn nha. Đầm von 2 lớp kim tuyến full đầm cho các chị mình luôn. Form xè quá đẹp mấy chị coi. Không lo lộ dáng, có bụng là che bụng tốt cho em. Rồi qua mã nè. Muốn em lên đầm nào tiếp theo mình có thể bình luận ngay bên dưới giúp shop nha. Ví dụ như muốn lên đầm ôm, muốn lên đầm xòe, đầm đi tiệc nè, đi chơi nè, đó đi làm nè chẳng hạn, thì cứ bình luận cho em ha. Ai nhanh tay bình luận trước em mặc theo yêu cầu trước luôn. Rồi bây giờ qua mã khác. Đầm em mặc là 1550 nha. Cho chị một đơn em mang size 2X rồi, ok chị Tiết Nga luôn. Còn chị nào không nè? Bao nhiêu tiền mẫu này vậy em? Dạ 349.000 đồng trên like nha. Đơn 600 em miễn ship với chị Linh Châu. Với tổng đơn hôm nay từ 600.000 đồng là các chị yêu sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà luôn, khỏi cần phải lo nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán cho em nha. Lấy mẫu nào lên đơn sớm giúp shop ạ. Rồi em qua đồng sale ha mấy chị. Nhiều đầm sale giá rẻ lắm nha. Để em lên lần lượt từng mẫu sale cho mấy chị luôn. Bây giờ em lên trước à, cái đầm sơ mi này ha. Ủa cái sơ mi này rẻ mà đẹp lắm luôn á. Định là đợi xíu nữa mấy chị mình vô đông đông xíu tầm hồi à, tầm chút xíu tầm giữa like mấy chị ha, tầm 30 phút nữa. Đó, lượt khách đông em lên sale một số sản phẩm 99.000 cho mấy chị luôn nha. Giờ đầu like mình chia sẻ trước đi. Đầu like chia sẻ trước cho em nha, để hồn mình chốt nó dễ. Ai mà chia sẻ rồi thì auto chốt cái là có đơn liền ha. Đó, mình đặt chậm quá sợ không có hàng nha. Rồi, sơ mi hoa nhí của em nè, mẫu này xinh lắm. Mã số sản phẩm cho em là 1514. Em này thì còn mỗi size M thôi. Là cái size em đang mặc nè, dưới 50 cân là sẽ vừa. Đây, size M nha em.
sale luôn. Còn có size M thôi em sale luôn ha, 179.000 đồng được không? 179.000 cho mấy chị yêu luôn nè. Dạ có chị ơi, thoải mái rồi, hàng nhà em giao toàn quốc, nhận hàng kiểm tra. Mua váy bên em mình được kiểm hàng trước thanh toán nha, không có lo về chất lượng đâu. Mua ở đâu chứ mua nhà em thì bao rồi, nhận hàng kiểm trước thanh toán nữa mà. 179.000 cho em đồng này ha, vải von cát bên trong đúp lót cho các chị mình luôn, chân váy có lót nha. Rồi size M, size M cho em mẫu váy này tức là dưới 50 cân nha cả nhà ơi, dưới 50 cân mình chốt cho em. Mẫu đang mặc trên người em đây là sơ mi form dài may kèm hai túi. Chị nào 50 cân quay đầu cho em mình chốt nha. 1m60 mặc tới đâu vậy em? Rồi là y chang em luôn chị, em cao 1m6 nè. Đây, em cao 1m60 nè chị yêu ơi, form dài cho em qua gối tới bắp chân. Vừa mang không? Đồng này em thấy là chị nào mang cũng hợp hết trơn á. Đó, váy mà dài cỡ này là không có sợ nó ngắn ngắn hay là nó dài quá. Cỡ 1m4, 1m5 thì dài hơn em xíu. 1m65 thì cũng phải qua gối nha. 179.000 á chị Loan ơi, đặt mã cho em chưa ạ? 1514 179.000 đồng. Sóc còn size M nha, em hết size lớn bộ này rồi. Sơ mi size lớn chút em lên kiểu khác nha, còn này là còn size M thôi. 1514 179.000 đồng cho em luôn, tranh thủ lên đơn sớm. Tranh thủ lên đơn sớm, shop tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị yêu ạ. Bao nhiêu tiền mẫu mang? Dạ 179.000 ngay trên line này nha. Nếu chị yêu nào mua bên ngoài, giá váy của em quay trở lại là 450 nha tại shop. Tại shop cho dù lễ size hay không, các chị mua nó vẫn nhỉnh hơn xíu. Còn trên line của em lúc nào các chị đặt cũng được cái giá rẻ hết. Đây, em mang trên người đây, mã số sản phẩm là 1514 nha cả nhà. Giá sẽ là 179.000 đồng. Size này là size M. Mà chị coi cái beo đi em, beo hả? Rồi, em đợt này em có nhiều beo lắm nha. Em có cho mình là beo sơ mi nè, beo sơ mi suông nè, rồi beo cổ vuông xòe đó, còn một cái beo nữa. Đây, beo sơ mi xếp ly nhiều lắm. Đợt này em về cho mình là tha thá mẫu beo luôn á. Đây này chị coi, beo sơ mi xếp ly nữa nè. Đó, con muốn em lên cái nào không? Có thích kiểu nào không? Hay là cứ beo là được? Hay là muốn mặc hết? Muốn mặc hết em mặc hết mình coi. Em chào chị Hạnh Trinh nha. Em còn cái beo đuôi cá nữa quý vị. Này cái này lễ size sale luôn, có trong mấy à? Đây, cái beo đuôi cá cổ tròn, dễ thương lắm. Form chữ A dễ mang cho em luôn. Mà hơi tiếc cái là nó lễ size dưới 55 cân vừa nha. Em này dưới 55 thôi, trên nữa thì em không có hàng. Dưới size nhỏ thôi. Beo đuôi cá còn size nhỏ. Cái sơ mi xếp ly với cái cổ vuông này nè, vuông size hơn xíu ha. Cái suông này cũng còn tương đối nè. Đó, coi ưng cái nào thì nhắn em. Chữ A, hay là muốn xếp ly, hay suông, hay là cổ vuông. Đó, bình luận cho em biết rồi em giới thiệu cho mình. Em có nhiều đầm beo lắm. Mẫu mặc xong chưa, em qua mẫu nha. 179.000 thôi nè. 179.000 đồng cho em mẫu đang mang. M hả chị? Ủa M hả? Cái chị coi lại bị M hả? Đâu để em kiểm tra coi. Sao bị mờ vậy ta, để em coi. Mình các chị ơi kiểm tra giúp em là livestream nó có bị mờ không nha cả nhà. Nếu mà mờ là ai cũng xem bị mờ là do bên em mạng yếu á. Đó. Đâu đâu có mờ đâu, coi bình thường nè. Em coi bình thường mà, đâu có mờ đâu. Mình kiểm tra giúp em mạng wifi nhà mình nha. Đây. Em đang coi livestream trên điện thoại em thấy nó không có mờ nha. Kiểm tra giúp em lại chị ơi. Wifi của mình là gì? HZ. Hôm qua nó nhảy qua 3G. Trời ơi, hôm bữa mới ghê, hôm bữa live xong rất là luôn. Tao mới thấy không phải. Cái gì wifi nó rớt. Nhưng mà nãy giờ live chưa đúng rồi. Rồi, em mặc trên người đây là 1514 nha. Sale còn 179.000 đồng nha cả nhà. Size M là dưới 50 cân chị, cứ đặt đi yên tâm, em tư vấn size cho nha. Mình đặt hàng xong nhà em á, mình lên đơn xong là có người tư vấn mà. Mình đặt đơn xong là có nhân viên tư vấn size liền, không có lo. Nhận hàng còn được kiểm tra trước thanh toán nữa nha. Rồi lấy mẫu nào lên đơn sớm giúp em nè, em tư vấn size cho mình nha. Em tư vấn không kịp, ví dụ như ít ít người đi đó, em tư vấn kịp. Còn ví dụ như mà nhiều chị vô cùng một lúc cần tư vấn size thì em tư vấn không kịp, nhưng mà có nhân viên tư vấn nha. Mình cứ yên tâm, mỗi một chị khách ở đây sẽ có một bạn gọi tư vấn cho mình. Rồi chị Mai Phương cũng thấy rõ, ok, vậy là bạn đang ổn định đó.
đó nha. Chị nào mà thấy nó bị mờ nè, hay là tự nhiên nó bị đứng, hay là nó bị đứng nè, hay là bị ẩn không đen gì đó, cái chị mình hết ra ha, mình ao ra xong cái mình vô lại giúp em là có thể nó sẽ hết đó. Nhiều khi nó bị lỗi một xíu. Rồi em qua mã nha. Tiếp tục em lên một em mẫu khác cho mình đây. Đây bây giờ lên đầm mặt, lên đầm tiếp nha. Muốn em lên kiểu nào hơn? Trời ơi, mấy chị không có bình luận cho em không biết là mình thích lên kiểu nào á. Một hồi xíu nữa khách vô đông là nhiều mẫu em lên mình xem không kịp á. Bây giờ tranh thủ đầu like thư thả nè. Muốn mặc mẫu nào mình nhắn em nha. Rồi tiếp theo em có cho mình một cái đầm mặt hoa nhí đi. Đây, cái mẫu hoa nhí này xinh nè. Cũng là hoa nhí nhưng mà nó là cổ tim ha. Em mặc là hoa nhí sơ mi. Này thì lẽ sai rồi. Đầm em mang 1514 mới lẽ sai rồi mà được cái giá nó rẻ đúng không? Còn bây giờ lên cái hoa nhí này nó full size hơn cho mình. Giá khoảng tầm 200 hơn xíu. Đây, 1535 nha cả nhà. Chị nào mà tính độ hoa nhí thì phải chốt cái này cho em thật. Màu xinh cực kỳ. Màu hoa nó nhẹ nhàng, nó dễ thương lắm. Size L, eo khoảng tầm là eo 74 chị nha. Size L, eo 74 cho em mình chút đơn ha. Rồi, đầm em mang có màu khác không? Không chị, mỗi mã có một màu à. Sơ mi em mang có đúng một màu là cái màu xanh hoa nhí nè. Còn chị thích sơ mi nhí em còn một cái nữa nhưng mà hoa khác được không? Nhí trắng nha, nhí đàn trắng cho em mặc cái vải nó cũng khác, không có giống nhau. Cái vải nó cũng khác luôn á. Đây, em còn một cái sơ mi nhí nữa, em này còn size to nè. Em này còn size to. Không chị Mai Phương ơi, 1514 không có size 2X. Cái này được không chị? Đây, em đang cầm cái này có 2X nè. Đây là 1524 nha. Hoa nhí nền trắng em đang cầm là 1524. Thì em này nó lại có size to. Mẫu này ngược lại với cái đầm vừa rồi. Vần vừa rồi size nhỏ thì đầm này lại còn size to. Mã khác nhau nha, mã số khác nhau. Ưng mẫu này không? Đổi qua màu này đi. Tại bây giờ có thích cái kia mà size 2X thì cũng đâu có hàng để chốt đâu. Đổi qua cái này được không? Màu này cũng xinh nè. Trắng nhẹ nhàng cho em ha. Dễ thương, trẻ trung cho em luôn. Đó, mẫu này xinh lắm. Một chút em mặc lên form. Mình ưng thì em mặc lên form cho mình coi luôn. Còn size lớn à. Hoa nhí trắng thì em lại còn size lớn. Chị nào size lớn thì chốt mẫu này. Chị nào size nhỏ thì chốt cái này. Đó, hai cái bây giờ hai size khác nhau. Ai size nhỏ thì chốt cho em là cái nền xanh nha. Hoa nhỏ chốt giúp em cái nền xanh là 1514. Còn size to khoảng 60-65 cân đó, thì chốt cho em là cái nền trắng. Cái nền trắng là 1524-24. Đó, ok không? Ưng màu nào nhắn em nha. Rồi còn em mặc đây, full size 1535 hoa nhí mẫu mang form xòe full size cho mình. Khóa sau nè. Dán đầm xòe dài cho em luôn, xịn sò với chị. Ưng cái này chốt liền cho em, hàng đẹp chuẩn mẫu. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán luôn. Rồi mới nhận hàng bên em đẹp. Trời ơi, cảm ơn chị Nhung Trần. Thấy không, khách em cho review rồi nè. Chị nào chưa mua thì đặt thử đi nha. Chưa mua thì mua thử một cái xem sao. Mình thử đặt niềm tin mua thử một cái xem sao. Chắc chắn với chị cũng ưng thôi. Tại vì hàng em mặc trên line như nào là em giao giống vậy à. Không có gì khác hết trơn á. 100% chuẩn mẫu cho em luôn. Mẫu mặc trên line như nào khách nhận giống vậy cho em nha. Bao giá toàn thị trường. Nhận hàng kiểm tra cho em trước cả thanh toán nữa. Đầm em mang có mấy size? Có 4 size luôn chị ơi. 1535 có 4 size cho mình lựa chọn luôn. Size nào cũng có hết. Em mang là size M 50 cân, 60 cân em có size khác ha, 65 cân có size khác nữa. Đó, tùy vào dáng người mỗi chị nha. Hai lớp cho em nè. Đầm dáng dài, form dài, hai lớp may kèm cho cái chị mình nè. Quên, không có túi. Em này không có túi nha. Em này là xề trơn nha. Rồi, chị nào chưa có bọn này lên đơn giúp 6 bạn. Bao nhiêu tiền đây? 299.000 đồng trong đúng bài livestream này của em. Cũng là cái đồng hoa nhí này mà bây giờ qua trực tiếp shop em đang bán nó vẫn hơn 400. Trong khi hôm nay cái chị yêu lên đơn đặt hàng 299, rẻ hơn nhiều. Rẻ hơn nhiều luôn á. Thật sự là lúc nào coi like cũng được cái giá tốt hơn hết. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m6. Đầm mẫu đi tiệc có chị đầm màu đi tiệc màu đỏ không? Em mới về cái đầm ren đỏ đi tiệc đẹp. Hoặc là cái mẫu đầu lai em mặc mặc đi tiệc cũng đẹp với chị. Đây nè, cái mẫu đầu lai cho em, cái này đẹp em mặc đầu lai. Thường mấy cái nào mà em thấy đẹp đẹp mới về là em ưu tiên mặc đầu lai cho mấy chị xem. Đây, đầu lai em mặc cái đầm kim tuyến này nè. Đi tiệc thích kim tuyến nổi bật không? Chốt cho em cái này nha. Em này đầm đi tiệc nhà em mới vừa về, form xòe không lo kén dáng. Đi tiệc nếu mà được nha, tự tin thì mặc body luôn ha. Còn không tự tin dáng đầm và dáng người mình thì mặc đầm xòe là che khuyết điểm tốt. Đây là một em đầm đi tiệc mới của nhà em, kim tuyến lấp lánh cho em luôn. Em treo ở đây nha, kim tuyến lấp lánh. Rồi, hay là thích màu đỏ không? Em mới về cái đầm ren đỏ này mặc đi tiệc cũng sang hết nói luôn nè.
Đây chị ơi, ren đỏ nhà em. Váy mới về nhà em luôn, ren đỏ. Cái này mặc lên mới đẹp nha, cẩm nó không có được đẹp, cẩm nó không có lên form. Riêng cái mẫu này mặc lên là mê liền mấy chị ơi. Ren hoa đỏ, ren hoa đỏ hồng đi tiệc cho em. Có một cái làm đi tiệc nữa cũng đẹp lắm, kim tuyến lấp lánh màu đen. Đây, kim tuyến lấp lánh cho em mẫu này đi tiệc ha, vừa nổi bật mà vẫn gọn dáng. Đây, màu đen cho em chút đơn. Đó, ba mẫu đi tiệc, ba mẫu này em thấy là đều đi tiệc được luôn ha. Hay là muốn tầm body em sẽ có kiểu khác, còn ba mẫu này là ba mẫu đầm xòe nha. Đây nè, ở ngoài nó còn lấp lánh hơn luôn á. So với trên like của em thì bên ngoài mẫu này nhìn đẹp hơn nhiều mấy chị ơi. Kim tuyến full đầm lấp la lấp lánh. Thích không? Thích mẫu nào nhắn em nha. Còn em đang mặc trên người đây, mã số là 1535. Em này thì đi tiệc cũng được, nhưng mà kiểu là nó nhẹ nhàng. Còn ai thích nổi bật hơn thì chọn những cái mẫu phía sau em vừa giới thiệu ha. Đồng đang mang là mã số 1535 nha cả nhà. Giá bao nhiêu đây? 299, hôm nay giảm giá 299.000 đồng. Hôm nay sắp sale cho các chị luôn. Bao nhiêu tiền mẫu đang mang? Dạ 299, em vừa ghim giá xong chị nha. Mẫu đang mang chất liệu là von gân cho em ạ. Sale còn 299.000 đồng. Full size cho mình lựa chọn ML, XL và 2X. Chị nào dưới 65 cân cho em mình chốt nha. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị xem hàng. Yên tâm 100% chuẩn mẫu. Váy này em có full size cho các chị mình luôn ha. Dưới 65 cân cho em mình chốt nha. Rồi bây giờ em qua mã nè. Mình muốn em mặc mẫu nào trong mấy cái đồng em mới giới thiệu không? Đó, thích coi mẫu nào mình nhắn em rồi em sẽ giới thiệu cho mình luôn. Đó là mấy cái đồng đi tiệc mới của nhà em. Nhìn màu đỏ, nó trên line là nó hơi sáng hơn ở ngoài tông á. Ở ngoài nó không có sáng quá đâu. Cái đỏ đó ở ngoài đỏ hồng, màu đậm đậm, đẹp lắm mấy chị. Không có tươi kiểu lè lẹt đâu, đừng lo. Da trắng, da ngâm gì cũng được hết trơn á. Rồi qua mã nha, em sẽ lên tiếp một em váy cho các chị nữa. Giờ muốn em lên đầm sale không? Hay là muốn em lên đầm đầm mới? Đó, hôm nay live stream của em á là vừa có hàng mới về nha. Với lại là có luôn cả hàng sale lẻ size, giảm hết toàn bộ cho các chị luôn. Ui, cái body này cũng đẹp mà lẻ size mất tiêu rồi. Em còn cái này cũng xinh lắm nè, nhung dập ly. Mẫu này cho em ha, nhung dập ly cũng rất là đẹp luôn. Màu này không sáng quá nè. Màu này màu nâu đồng. Màu này màu nâu đồng cho em. Tay dài đi du lịch hả? Trời ơi, tay dài đi du lịch chuyến này à. Chuyến này em đang có sẵn đó, là nó hơi ít mẫu một xíu. Nhưng mà đợi em mà khoảng tầm mấy ngày nữa nha, em về hàng tay dài maxi cho mình luôn á nha. Nếu mà chưa gấp thì đợi vài ngày nữa em có hàng cho mình mẫu mới. Còn bây giờ mà đang muốn có sẵn luôn. Đây, em mới về cái mẫu này maxi cho em tay dài. Được không? Tay dài này được không? Màu này lên hình cũng đẹp nè chị. Đi du lịch thì em thường là em sẽ chọn những cái váy nó dài ha. Những cái váy maxi như thế này các chị mặc đi du lịch thường là nó hợp, chụp hình nó đẹp. Với lại một phần nữa là sao? Nó che nắng tốt. Mình đi chơi mình không có lo nắng cái chân của mình á. Đó, đi chụp hình đã đẹp mà còn che cái điểm tốt, che nắng tốt, không sợ lộ bụng lộ chân gì luôn. Em mặc thử mình xem cái mẫu maxi mới nha. Em này là mới vừa về luôn, giá cũng rẻ lắm mấy chị ơi. 250 cho một em đầm maxi dài, chịu nổi không? 249.000 đồng hôm nay. Đầm này là em định vô có mặc đâu, mẫu này là mẫu mà phải là chút xíu nữa mới lên nè. Cái em này á là nằm trong cái mã sale của em ngày hôm nay, là em định một chút xíu nữa, tầm là phải nửa like á. Đó, khoảng tầm 45 phút em sẽ lên cái mẫu này, nhưng mà giờ em lên trước một xíu đi. Giờ lên trước một xíu, sale trước một ít nha. Chị nào chốt được lúc này thì chốt luôn ha. Rồi, hôm nay giảm giá 249k cho mấy chị yêu mẫu em đang mặc luôn. Mã váy đang mang là 1551 nha cả nhà, tay dài, dáng đầm nó cũng dài luôn. Để em mang đơn quốc vào cho mình coi. Tay dài và cái dáng đầm này nó cũng dài luôn mấy chị coi nè. Thước tha cho em có cổ nữa. Đi chơi được mà đi làm mặc cũng ok luôn. Thước tha lắm. 1m6 em mang là nó gần tới cổ chân luôn á. Rồi 249.000 đồng live stream của em. Rẻ chưa? Riêng mẫu này cho em là 249 và duy nhất chỉ dành cho khách đặt ngay trong live thôi. Live này nha, live khác thì hên xui. Live khác thì hên xui cho em. Live này em sale còn 249.000 đồng. Chị nào lên đơn trong giờ em đang phát trực tiếp là có hàng nha, chia sẻ có đơn. 1551 cho em nha cả nhà.
em lên trước này, khách có khách hỏi nè, em lên trước cho mình cái mẫu này, chứ đầm này là định là xíu nữa mới lên á. Tay nè, tay dài bo thun, tay dài bo thun, dáng đầm dài bên trong đúp lót toàn bộ không lo mỏng nha. Màu này chụp hình cũng đẹp nè. 249.000 cho em, chỉ dành cho khách đặt ngay bây giờ thôi ạ. Mã số sản phẩm là 1551 nha cả nhà. Dạ đúng rồi chị ơi, cái này khóa sau, khóa sau lưng nha. Hiện tại thì tất cả các váy bên em đều là khóa kéo phía sau lưng ha. Đây nè, khóa sau lưng cho em nha mấy chị. Form là form dài, sang xịn hồng. Đi tiệc, đi chơi, đi du lịch gì cũng đẹp hết trơn á. Mẫu này eo nó cũng thoải mái. Đầm này của em tối đa là eo 86, size M eo 70 nha. Size M 70 được, em mặc vẫn hơi rộng xíu. Đó, đúng form mấy chị ơi, nhìn gọn đẹp chưa phải nè, mềm, hàng von. Đầm này của em chất von nha, nhẹ tinh luôn. Hai lớp form dài mặc nhẹ tinh cho em, 249, không rẻ, không lấy tiền. Không đẹp, không lấy tiền luôn, hai nhận hàng cứ kiểm tra cho em. Mã này là em dành tặng cho mấy chị mình thôi nha. Xem như là để mấy chị khách mới mua trải nghiệm, coi chất bên em như nào thôi. Chứ giá này không lời rồi. Chị nào còn kêu 200 mấy mà lời là em xỉu tại đây luôn á. 249.000 nha cả nhà. Có sai không em? Có chứ chị, đầm mới mà, full 4 size cho em, ML, XL, 2X luôn, size nào cũng có. Mẫu này size nhỏ, size to gì cũng có hàng hết trơn á. Cái tay nó bo thun, cái chị thấy em mặc lên nó phồng phồng không? Đó, cái tay áo đẹp ha, tay bo thun cho em, thích thì mặc tay dài như này, không thích sắn lên làm tay lỡ cũng xinh luôn nè. Rồi chúc cho chị Ngọc Luyến 1551, ok. Chị Tường Vi, đầm em mang có size nào? Có 4 size cho em, dưới 65 cân cứ chốt nha. Hôm nay chị nào dưới 65 cân thì auto chốt đơn cho em là sẽ có hàng nha. 1551 và kèm cho em số điện thoại. 53 cân vừa chị Bùi Tuyết vừa thoải mái. 53 thì tầm eo dưới 74 là chốt cho em mẫu này size L, như size bình thường thôi. Đầm này em về tới 4 size cứ đặt như bình thường ha. Còn eo khoảng 75 tới 78 thì là XL cho em. Đó, cứ chọn xài như mọi khi là ok. Rồi, có nhân viên tư vấn cho mình không phải lo nha. 249.000. Thôi để cái này chút xíu nữa đây. Cái này là phải giữa like mới lên nè. Mà tại vì có khách hỏi đầm tay dài em lên xíu thôi, chứ mẫu này là để dành một hồi em sale nha. Giờ vô like mình chia sẻ cho em trước 3 lần đi cả nhà. Chia sẻ like cho em đi. Chứ nè, em sale hả? Sale quá trời sale, giá rẻ cực kỳ như vậy mà còn không có lấy lại lượt chia sẻ thì thôi rồi ha. Mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm cho em nha. 249.000 cái váy đàn mang mấy chị, không đẹp là em không lấy tiền, thật nghỉ chơi luôn á. Rồi qua mã tiếp theo cho em là một mẫu đầm. Đầm nào đang sale giảm giá cho mấy chị nữa đây ta? Em có cho cái chị mình à, thích sơ mi mà rẻ hơn á, em có cho mình mấy cái mẫu mà hôm nay nó lẻ size á cả nhà. Cái váy này nè, cái em này hôm nay lẻ size nè, sale có 100 mấy à mấy chị, trăm như 179.000 hay sao á, nhưng mà nó còn size M nha. Mẫu này nó còn size nhỏ, xếp ly đẹp lắm, chân váy xếp ly nó sẽ phồng gấp đôi mấy cái đầm bình thường luôn. Chị Bùi Tuyết 51, ok, một xíu nữa bên em sẽ tư vấn size cho mình liền ha. Mình đặt là khoảng tầm 2 đến 4 ngày sẽ nhận được nha chị Ngọc Tuyết ơi. Chị Bùi Tuyết là đã mua hàng nhiều rồi biết rồi đúng không? Còn mấy chị khách mới nhà em ơi, từ 4 ngày, từ 4 cho đến 2 đến 4 ngày nha. 2 đến 4 ngày là mình sẽ nhận được hàng cho em. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì tầm 1 ngày là cái chị đã nhận được rồi. Ôi mặc cái này là xinh quá nè. Màu đẹp, màu này nó không có phải cái kiểu là sáng mà là kiểu không phải là như trắng tinh nha, trắng nó hơi trắng ngà ngà á cả nhà. Màu kem kem á. Đó, màu kem kem cho em, chân váy súp ly là đẹp không? Best seller nhà em giá cũ là hơn 400 ha. Giá cũ là hơn 400. Ngày hôm nay em tặng luôn cho mình 100 mấy đây. Khoan để em kiểm tra chắc cú coi. Đem sale cho mấy chị luôn cái đầm này 1517 nha. 1517 và kèm cho em số điện thoại. Trời ơi, 139.000 mấy chị, 139.000 đồng cho em thôi, size M. Chị nào dưới 50-52 cân cũng được nha. 50-52 cân đổ về hoặc eo dưới 72 cho em thì auto chốt đơn liền. Dưới eo dưới 72 cho em là ổn, mặt đẹp, thoải mái, tại nhà 74 vẫn được nha. Nếu mà eo cỡ 70-72 á, tức là mình mặc nó sẽ thoải mái luôn. Còn em mà tầm 74 là nó vừa ôm, mặc vô là nó vừa sát như này. Thành ra chị nào mà thích mặc kiểu vừa ôm luôn thì eo 74 bon chen cũng được nha. Giá là 139. Giá là 139.000 đồng cho em. Mẫu này xinh lắm, không đẹp em không lấy tiền. Cái nào cũng câu luôn, câu slogan nhà em, không đẹp không lấy tiền nha mấy chị. 1517 nha, em này là lụa mango.
1517 em mặc đây là lụa mango nha. Hết 2X rồi chị ơi. Cái này không còn 2X này hết rồi. Mẫu này còn size nhỏ. 50-52 cân đổ về cho mình chốt nha. Mã số sản phẩm cho em là 1517 nè. 139 ngàn cái đồng. Chất lượng khỏi nói luôn. Rẻ hơn một cái áo sơ mi thị trường đang bán luôn mà mấy chị ơi, khỏi lo nha. Bao nhiêu tiền mẫu đang mang? Dạ 139 ngàn nếu như chị đặt trong like này ha. Ngoài like giá nó vẫn hơn 400 á nha. Chị nào mà qua trực tiếp shop em, cái váy này nó vẫn hơn 400 ngàn đồng. Trong khi hôm nay mình đặt đơn thì sao ạ? 139. Hôm nay đặt đơn thì chỉ có 139 ngàn đồng thôi. Rồi, ai lấy mẫu này thì mình lên đơn sớm giúp shop ạ. Ai lấy mẫu này lên đơn sớm giúp shop ạ. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra nha. 2XL eo bao nhiêu shop? Dạ eo khoảng 84 chị nha. Size 2X nhà em là eo tầm 84, nhưng mà đầm này thì em hết 2X nha. Đầm này thì em hết 2X rồi. Chỉ còn size M cho các chị mình thôi. Dưới 52 cân đổ về cho em, hoặc eo tầm 74 cho em là các chị mặc được nha. Giá sẽ là 139 ngàn đồng. Giá sẽ là 139 ngàn đồng nha cả nhà. Chị nào chưa có thì lên đơn cho em ha. Rồi chuẩn bị qua mẫu nữa nè. Em mặc mấy cái lẻ size như vậy nè, ít nè, một size nè, hoặc số lượng mà còn có khoảng 10-15 đơn á, là em mặc nhanh nha. Nhiều hơn xíu đi, full size em còn đứng cỡ 2-3 phút. Chứ còn mà ít như cái này là 1 phút là em qua rồi. 139 k cho chị Thanh Vân. Rồi ok, còn chị nào nữa không? Size M em mang. Size M em mang eo bao nhiêu? Rồi M của em mang, em giới thiệu lại cái size này ha. Là eo khoảng 72, mình mặc nó vẫn thoải mái. Còn eo tầm 74 cho em này là mặc vô nó sẽ vừa y luôn. Đó thì mình cứ thích mẫu này thì mình cứ xem giúp em là eo mình bao nhiêu. Eo 74 các chị mặc vẫn được, nhưng là kiểu nó sẽ ôm như này ha. Còn eo tầm 70-72 các chị mặc thấy em không? Nó vẫn dư dư như vậy nè, là thoải mái cho em. Chân váy xếp ly cho em mặc đi làm đi chơi gì mẫu này cũng ok hết. Có cổ nè, lịch sự sang trọng, hàng lụa mango chất rất là đẹp cho em. Form xè che dáng tốt chị, mấy cái mẫu này là không lo lộ bụng nha. 139 ngàn đồng cho chị Ly Nguyễn luôn ạ. Rồi còn chị yêu nào chưa có thì nhanh tay lên đơn. Nhớ giúp em là 3 lần chia sẻ livestream nha cả nhà. 3 lần thôi, dễ. 3 lần chia sẻ livestream cho em thôi. Trời ơi, nãy giờ mấy chị không chia sẻ livestream cho em một hồi là không có xong xem được đâu. Đã vì kiểm tra nữa, bên em sẽ kiểm tra cái lượt chia sẻ nha. Mỗi một chị cho em là có 3 lượt, tính ra có 5-10 giây. Có 5-10 giây chia sẻ like thôi là mình được chốt đơn rồi. Em này 139 làm sao cái chị mua được ở chỗ khác. Nhà em may mà, đâu có chờ tìm chỗ nào được giống đồng giống bài đâu. Hàng bên em thiết kế không có lo được hàng luôn. Bao giá toàn thị trường, nhận hàng cứ kiểm tra cho em nha. Rồi, mã số sản phẩm và kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Tiếp theo sẽ qua một em váy nữa nha. Đây, bây giờ em lên một cái đầm mà. Bây giờ em sẽ lên một cái đầm da beo. Một em đầm đuôi cá da beo lẻ size, còn hai size bé ML giảm giá luôn. Lên đầm xe với chị nữa nè. Chị Tuyết Sương 43 cân mặc size mới, 43 cân lấy cho em size M nha. 43 cân eo dưới tầm 70 thì lấy cho em size M là ok. Rồi qua mã. Đuôi cá chữ A. Mẫu này cho em mã số sản phẩm sẽ là 1325. 1325 em sale còn 169 ngàn đồng nha. Còn hai size ML, chất liệu von bên trong có lót ạ. 1325 169. Rồi, 1325 169 ngàn cho em nha. Trời ơi, này cổ tròn với chị. Hồi nãy em có cầm mình coi mấy cái đầm beo phải không? Cổ tròn nè, cổ vuông nè, cổ sơ mi thì có hai mẫu nè. Đó, ai thích beo thì tha hồ mà lựa nha. Rồi, qua mẫu này là 169 ngàn đồng. Em còn hai size. Em còn hai size là M và L. Chị nào dưới 55 cân thì mình chốt nha. Hàng này là hàng von. Em mặc là von nha cả nhà. Chất liệu của em mẫu này sẽ là von. Một em váy von đang sale giá là bao nhiêu đây? 169 ngàn, may kèm 2 túi luôn. Hai lớp may kèm 2 túi, form dài cho em cũng sẽ là qua gối nha. Chị Vi Lê, đầm em mang mấy màu? Dạ một màu luôn ha. Mỗi mã thường một màu. Đa số các chị thấy là cứ mỗi mã số là một màu khác nhau. Như em đang mặc đây, mã số là 1325 thì nó có màu này thôi. Nhưng mà nếu mà mình thích đuôi cá em còn hoa khác được không? Nếu thích đuôi cá thì em sẽ có hoa khác nữa nha. (Cười)
Rồi em còn có đuôi mẫu đuôi cá nữa, nhưng mà hoa chứ không phải là họa tiết beo này nha. Đợi em xíu. Đầm em mang vải gì vậy shop, có co giãn không? Rồi em này sẽ là von nha chị. 1325 là von co giãn ít nha, co giãn ít. Eo khoảng tầm 74 đổ về cho em mình chốt ạ. Dưới 55 cân mặc vừa đẹp cho em. Trời, cổ này là cổ kính đó chị, không có hở. Trời, có mấy cái cổ nó còn sâu tuốt dưới này nữa cơ nha. Còn cái này là quá kín đáo, mình coi nè, nó còn chưa thấy cái dây chuyền của em, để em bỏ cái gì không, còn không thấy cái dây chuyền của em nữa mà, không hở đâu. Thích kính là chọn cái cổ này cho em nè. Eo dưới 74 là được nha. Đầm von dáng dài 3 gối, may kèm 2 túi hai bên cho các chị nè. Ưng thì cứ chốt nha. Nhớ là phải mua ngay trong thời gian live của em, tại vì bên ngoài sẽ không được giảm giá. Cùng là mẫu này qua trực tiếp shop giá hơn 400, trong khi ngày hôm nay các chị yêu đặt đơn có 169.000 đồng thôi. 169k ngay trên bài livestream này của em luôn. Ai chưa có mẫu này bình luận nhanh tay giúp bạn giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị xem hàng nha. Là màu đỏ soi em đúng không? Rồi, màu đỏ này phải đi tiệc nè. Ren đỏ này là đầm đi tiệc mới cọc bến nhà em. Ren hoa màu đỏ hồng, màu này đẹp, không có tươi quá đâu. Đỏ hồng này nó đỏ đỏ vừa thôi chứ không có quá tươi quá sáng ha. Đây là mình có làn da ngâm, các chị mặc em thấy vẫn đẹp bình thường, không có bị hở nha cả nhà ơi. Cái cổ nó chỉ là nó hơi cách điệu hơn bình thường một xíu, chứ cái mẫu này em thấy mặt nó cũng không có quá gọi là hở nhiều đâu. Đây, lên cái váy đi tiệc mới về cho các chị yêu xem nè. Đầm này của em có mã số là 1552 nha. Em này có mã số là 1552 nha cả nhà ơi. Mẫu này của em có size cho mình, có size cho các chị mình từ 40 cho tới là 65 cân. Đó, full size. Cái kiểu cổ áo nó như này nè mấy chị. Cái cổ áo nó cách điệu cho mình, cắt khoét là đẹp không? Nhúng ly ở đây là không? Vòng một khiêm tốn mặc vô là nhìn nó cũng đầy đặn hơn nhiều nha. Rồi, sale luôn hôm nay là 369.000. 369.000 đồng cho các chị yêu ha. Nhận ngay một em đầm siêu phẩm, giá cũng rất là rẻ cho mình luôn nha. Ngoài livestream không giảm giá nha cả nhà, tranh thủ đặt luôn. Rồi, tại shop em vẫn bán là hơn 550.000 cho em váy này. Mua tại cửa hàng em, mẫu đang mang sẽ có giá là 550.000 đồng. Trên line này thì sao? Trên line này các chị yêu đặt hàng luôn, em đang mang chỉ có 369.000 đồng. Siêu phẩm mới ra mắt của đợt này, với chất liệu là ren gân nổi. Hoa văn nó sẽ có cái gân nổi phía trên nè, bên trong đúp lót không lao bị mỏng nha. Màu này ở ngoài nó không quá tươi, coi live stream thì nó hơi sáng hơn ở ngoài một xíu. Ở ngoài không, cái màu nó không có lè loẹt đâu, nó đậm, màu đậm, đỏ hồng. Đỏ hồng mà nó dạng tông đậm mới cả nhà, mặc sang lắm, màu rất là xinh luôn á. May kèm 2 túi hai bên cho các chị nè. Đó, form dài kèm là qua gối nha. Rồi ai lấy mẫu này chốt đơn cho em 1552, mua về đi tiệc số 1 luôn. Sang không? Form này đâu kén dáng đâu. Mình chào người thì chọn cho em váy xòe nha. Muốn mua đầm đi tiệc mà không có dám mặc body thì mặc váy xòe như này là ok nè. Vẫn đẹp, vẫn nổi ha, mà lại còn che khuyết điểm tốt. Rồi 369.000 đồng. 369.000 đồng cho em mẫu đang mang nha cả nhà ơi. Một em váy ren xòe cho em ha, mẫu mới. Đầm này của em nằm trong bộ sưu tập mới ra mắt của đợt này, giá đang sale rất là hời luôn. Ngoài livestream này em vẫn đang bán là 550. Ngoài livestream vẫn đang bán là 550. Trên live bao nhiêu tiền mấy chị? 369. Trên live còn 369.000 đồng. Chị nào chưa có thì mình lên đơn cho em. Mã số sản phẩm nè và kèm cho em số điện thoại là được ha. Ai chưa có mình lên đơn sớm mà. Lấy chị ren đỏ mẫu mặt rồi chốt lại giúp em chị Kathy. Ren đỏ là 1552 nha. Ren đỏ là 1552. Xin lắm mấy chị ơi, thiệt bỏ qua em này tiếp. Đang cần tìm đồng đi tiệc mà bỏ lỡ em này là quá hổn luôn. Có 369.000 đồng mấy chị, coi cái form váy nè, sang xịn hết chỗ nói luôn ha. Trời mê nha. Em mặc ở đây mấy chị thấy nó hơi rộng so với em á, mà nhìn vẫn eo ra eo. Đó, còn đúng form nè, thấy không? Đúng form là còn đẹp hơn nữa. Tại vì em may là cái phần eo phía trên cao, chân váy xòe phồng, nên là cái chị mặc vô là nó cũng định hình eo cho mình liền. Dạ đúng rồi chị ơi, 369.000 giá trên live thôi. Ngoài live stream sẽ không có được giảm nha.
chị nào ưng da mình chốt sớm nè, nhanh tay có đơn chậm tay hết mấy chị. Có nhúng liền nè, đây mình thấy không, cái đường ngực ở chân ngực ở đây nè, đó sẽ có nhúng súp ly ở đây ha. Nếu mà chị nào đã có cái vòng một to đẹp rồi á thì khỏi bàn đi, mặc vô là khỏi nói luôn. Còn ai vòng một khiêm tốn á thì mặc cái kiểu váy này của em nè, nhìn nó càng tròn đầy hơn, đầy đặn cái vòng một cho mình hơn ha. Có may kèm túi á chị tin ha, em có may kèm hai túi luôn, đầm va đầm mà đầm ren hai lớp, may kèm hai túi ạ. Màu rất là sang luôn, nó toàn màu rất là hiếm, đỏ nhưng mà đỏ hồng. Trước em cũng có về đỏ đôi rồi nha, còn đây là màu đỏ hồng lần đầu tiên về hàng luôn. Giá đang sale là 369.000. 369.000 đồng áp dụng cho những vị khách của em ngày hôm nay nha. Ngoài livestream không giảm mà mình qua trực tiếp shop giá cao hơn nha cả nhà. Còn đặt luôn trên live là 369 nha. Em ghim giá cho mình rồi đó. Em đã ghim giá bên dưới rồi nha. Thì mình chốt giúp em ạ. Size nào cũng có chị ơi, ML, XL và 2X. Dưới 65 cân che mình chốt nha. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng luôn ha. Lấy mẫu nào cứ bình luận cho em là được rồi. Rồi qua mã nha. Em có mấy cái đầm ren lẻ size cũng đang sale rẻ lắm. Đợi xíu em lên mình coi. Đợi xíu em lên cho mình xem. Em sẽ xen kẽ hàng lẻ size với lại hàng full size để chị nào cũng mua được ha. Size lẻ size thì có cái size nhỏ, có cái size to. Eo 70 lấy cho em size L đi chị Mỹ Lệ là ok luôn. 1552 và kèm cho em số điện thoại, giá là 369.000 đồng. Một em đồng thiết kế vừa cập bến nhà em luôn. Giá đang sale rất là hời nha, tranh thủ mình trút đơn. Tại vì đặt trễ thì giá nó sẽ cao hơn như thế này ha. Rồi bao nhiêu tiền mẫu đang mang và 369.000 chị ơi. Có ship nha chị, bên em là ship toàn quốc luôn. Mình đang coi livestream đặt hàng là tất nhiên em sẽ giao đến tận nơi cho mình rồi. Ở đâu cũng giao tới nơi hết trơn á. Ship thành phố là 20.000 và ship tỉnh chỉ có 30.000 đồng cho mấy chị mình thôi. Ai chưa có bộ này bình luận sớm giúp xóa bạn. Rồi có cái đồng vest này sale nè mấy chị. Muốn mua đầm mà đi tiệc mặc được luôn, rồi đi làm cái chị mặc được luôn ha. Em có cái mẫu vest chữ A này nè, dễ thương lắm, có 199.000 hả. Có 199.000 mà em nói vải đẹp cho em, hàng mango gân, chất mát lạnh luôn, mát lạnh rười rượi luôn. Chị Kathy một cái size L ren đỏ 1552 ok chị luôn. Rồi đây qua đầm vest nè, này nó hơi chữ A thôi chứ không có xè quá. Đây 1496 cho em nha. Đầm này của em là vest chữ A nha cả nhà, hôm nay shop giảm luôn là 199.000 đồng. Và em có 4 size cho các chị lựa chọn luôn. Đầm em mặc trên người đây mã số là 1496 ạ. Em đang có sẵn hàng 4 size, chị nào dưới 65 cân mình chốt đơn nha. Dưới 65 cân chốt đơn cho em mẫu này, form đẹp. Không có quá phồng xòe nhiều đâu, nó chỉ hơi xòe chữ A nhẹ cho mình. Đó, đây là dáng nào mặc cũng được hết. Em này màu nhẹ nhàng, đi làm cũng được, đi chơi cũng được cho em. 369.000, ồ em nhầm, 199. 199.000 cho mấy chị mình luôn ha. Đó, đầm thiết kế nè, váy thời trang trung niên, thời trang thiết kế. Mà gì đâu toàn 100 mấy, rẻ không? Vô like của em thì toàn là săn được giá rẻ thôi. Nhớ nha, chị nào khách mới bấm thích trang đi. Ai là khách mới bấm thích trang bên em đi, để còn cập nhật được những cái mẫu đầm sale tiếp theo nữa. Đầm em mang có mấy màu? Một màu chị. Em còn một cái vest nữa nhưng mà kiểu khác. Cái này của em nó hơi là xè nhẹ nè, rồi là có đính hàng cúc phía trước đúng không? Em còn một cái vest nữa là xích ly chân váy đúng không? Nhưng mà kiểu nó khác hoàn toàn rồi, cái màu với cái chất liệu nó cũng khác luôn. Hai mã số là hai kiểu khác nhau. Em mặc là vest xòe nhẹ chữ A nha, sale 199.000. Sale 199.000 đồng nha cả nhà, bao giá toàn thị trường cho các chị mình luôn. Nhận hàng cho em làm mới thanh toán ha, không cần chuyển khoản trước. Em bên em là không yêu cầu khách chuyển khoản, khách cứ nhận hàng cho em kiểm tra ok mới lấy tiền. Rồi 199.000 cho em cả nhà ơi. Đầm em mang chị cao 1m56, nặng 50 cân, mặc sai nào? 1m56 mà 50 cân hả chị? Eo dưới 74 không chị ơi? Eo dưới 74 lấy cho em size L ha. Bây giờ em chưa biết eo mình bao nhiêu, đây là em sẽ tư vấn cho mình là hai size. Một eo dưới 74 chốt giúp em size L. Hai là eo chị khoảng tầm 75-78 á, là mình lấy XL cho em. Đó đó, tùy vào số đo eo thì nó mới ra cái size được nha. Tại giờ em chưa biết cái số eo của mình, đây là em chưa có chắc ăn ha. Nhắm chừng trước cho mình là một trong hai size đó, rồi mình đo thử eo đi, coi là mình lấy cái size nào nó phù hợp nha.
trước khi mà bên em giao hàng á là bên em cũng sẽ có nhân viên tư vấn size cho mình nữa nha. Rồi 14 1496 với chị, em ghi nhầm 1496 với chị nha, mã số là 1496. Sale còn 199.000 cho em mẫu đầm này, hàng mango gold nha, một lớp vải này không mỏng, hàng này nó dày dặn sẵn. Đầm em đang mặc đây nó có cái chất liệu nó khá là dày dặn rồi, mình mặc lên form nó cũng đứng form xè phồng cho mình nè, mình thấy không, nó cũng đứng form cho mình luôn. Vải không mỏng, không cần lót ở bên trong nha cả nhà. Sale 199.000 đẹp ha. Trời ơi, chốt đơn liền với chị, chờ chi nữa, mua về đi chơi được nè, mua về đi tiệc cái chị mặc cũng được nè. Tính ra là đầu tư em này là quá lợi luôn, mặc đi đâu cũng được hết. Màu sắc lại không hề kém da của mình. Hôm nay shop sale còn 199.000 nha cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn sớm giúp em ha. Rồi qua mã nha, em qua hơi nhanh một xíu tại vì còn rất là nhiều đầm sale. Cho nên là cái chị yêu mình cũng tranh thủ mình coi ưng cái nào mình chốt liền cho em ha. Chứ em không có đứng một đầm mà đợi mình ngắm nghía hoài được đâu, em sẽ qua mẫu nhanh đó. Đầm này sale 199 nha cả nhà, 199.000 đồng mẫu của em ha. 4 size cho các chị lựa chọn luôn, ML, XL, 2X, nói chung là size to size nhỏ gì cũng có hết trơn á. Rồi chị Thanh Thảo, đầm em mang size L, L là bao nhiêu? L 74 cho em là được chị nha. L dưới 74 chốt size L cho em. L 75 tới 78 là mình chốt giúp em là size XL nha. Rồi em qua mấy chữ A đi. Chị nào mà thích những cái dáng nó hơi nhẹ nhẹ thôi, hơi xè nhẹ nhẹ thôi thì chốt chữ A. Đây form đầm chữ A. Hoa này sang, hoa này của em là thích hợp cho những chị trung niên. Cái màu hoa, cái kiểu hoa nha, là giống như là sinh ra là dành cho mấy chị trung niên vậy đó. Mấy chị nhà em là ai cũng có rồi. Em chào chị Đỗ Nga ạ. À, rồi mẫu đang mang trên người em đây, 1525 tiếp tục nha. Sale tiếp nè, 1525. Mẫu đang mang mã số là 1525. Em này hàng lụa, lụa mango, em biết phàm với chị không? Nó chỉ xè như đây thôi là hết rồi đó. Xè như đây thôi, vừa đủ tôn dáng cho mình mà không lo lộ khuyết điểm nha. Bụng nạc che cho em rất là tốt luôn ha. Rồi cổ vuông, tay phồng, khóa sau cho em, xịn chưa? Giá đang sale, giá đang sale bao nhiêu ạ? 269.000. Tại cửa hàng em bán mẫu này là hơn 400. Nếu cái chị yêu mình qua trực tiếp shop em ngày hôm nay, thì mẫu váy này vẫn đang sale với mức giá là 450.000 đồng. Tuy nhiên hôm nay các chị đặt đơn trong bài like này của shop thì sao ạ? Chỉ có 269.000, rẻ hơn không? Đợi em một xíu nha. Rồi hôm nay các chị đặt luôn sẽ là 269 nha cả nhà. Đang sale trên like không áp dụng tại shop nha. Rồi, đang sale trên live không áp dụng giá bán này tại shop nha cả nhà. 269.000 cho em ngay trong buổi live này luôn ha. Cố gắng mình lên đơn sớm nha cả nhà ơi. Trời ơi, form nè, khóa sau nè. Đó, dáng lên các chị ơi, siêu đẹp, siêu gọn dáng cho em luôn. 1m60 mặc qua gối. Em cao 1m60, form đầm dài qua gối, dễ mang, đẹp, dễ mang, khỏi lo kén dáng luôn. Màu quá sang rồi mấy chị, còn không có tươi quá đâu. Em này là cái tông màu dạng nhã nhặn ha. Hoa to, sang trọng, nổi bật cho các chị mình luôn nè. Lên form rất là đẹp. Chị nào mình không tự tin dáng người, không dám mặc body thì chọn cho em những cái form chữ A là sẽ không kén dáng. Mẫu này full size cho mình lựa chọn. Đặc biệt giá đang sale 269.000 cho em nha. Mẫu đang mặc trên người em là 1525 nha cả nhà, 269.000 đồng. Đó, nhớ chốt trên like nha, ngoài like không có giảm giá đâu. Chị nào đặt bên ngoài like của em vẫn sẽ mua là hơn 400.000 đồng. Riêng hôm nay các chị đặt đơn luôn, em sale tặng cho mình nha, giá làm quen với chị khách mới. Đó, tri ân khách quen cũng như làm quen với chị khách mới. 269.000 một em váy lụa mango. Phần eo sẽ không có ráp eo như bình thường. Mấy cái váy xề của em thường á là nó sẽ ráp eo ở đây. Riêng em này nha là sẽ là váy suông ha, một mảnh từ trên xuống dưới và nó sẽ hơi nhẹ nhẹ giúp ly cho mình ở đây, 2 ly trước và 2 ly sau. Bên dưới thì xè nhẹ chữ A cho mình vẫn rất là gọn dáng luôn ạ. 269.000 thôi mấy chị.
269. Chốt chị Ngọc Hân rồi, em 71 lấy cho em size L ok nè. Chị Jennifer 70 cân được không em? 70 cân cái này không vừa chị ơi, em mặc nó dưới 65 thôi. Đầm em đang mang dưới 65 cân, mình chốt cho em nha cả nhà. Khoảng 65 66 được á nha. 65 66 cân các chị ơi, chốt đơn cho em mẫu này đẹp luôn, form xè nhẹ rất là xinh. Xè nhẹ chữ A cho em thôi. 1m60 em mang là nó dài nè chị ơi, qua gối. Vậy là em chị mặc giống như em luôn ha, em cũng 1m6. Đây mình gắn thử coi, em mặc tới đâu là chị mặc tới đó nha. Eo 77 size nào, 6 size XL cho em nha chị. Đầm thiết kế cho em là cổ vuông, tay phồng, form váy nhẹ nhàng chữ A nha. 269.000 đồng cho em mẫu váy này. Chị nào chưa có lên đơn sớm giúp em, giao đến tận nơi hỗ trợ xem hàng trước thanh toán nè. Em chào chị Khơi Anh nha. À, đầm em mang vải gì vậy shop? Dạ đây là vải lụa mango nha chị yêu ơi. 1525 em mặc, chất liệu sẽ là lụa mango. Cái vải này nè, nếu chị nào mà chưa từng mặc qua, hôm nay mình mua trải nghiệm đi. Mặc nó thích lắm luôn á. Nó mát, nó nhẹ mà nó không có nhăn nhầu gì hết trơn á. Vải mặc rất là êm luôn cả nhà, không có bị nhăn nhầu bai xù hay là chỉ vải gì cả nha, mặc rất là thích luôn á. Đang sale còn 269.000 cho em ạ. Vậy em mang chốt cho chị một cái size L địa chỉ cũ nha shop rồi. Ok chị Minh Tuyết nè, còn chị nào không? Eo chị là 74, mẫu này mặc size L đúng không em? Đúng rồi chị, eo 74 mẫu này size L chính xác luôn ha. Là ok đẹp luôn á. Không có sợ lộ khuyết điểm mẫu này nha, tại vì em may nó cũng có xòe eo cho mình nè, thấy không? Đó, bên dưới nó vẫn có hơi xòe nhẹ chữ A. Rồi 269.000 cho em mẫu đang mang, 1525 nha cả nhà. Ai lấy mẫu đầm này chốt đơn giúp em là 1525. Chị nào lấy mẫu này chốt đơn giúp em là 1525 nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho mấy chị nè. Mã số sản phẩm kèm cho em số điện thoại nha các chị yêu ơi, tranh thủ lên đơn sớm. Tranh thủ lên đơn sớm em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Đầm em mặc trên người mã số là 1525 nha cả nhà, chốt đơn còn 269 nha, 269k thôi. Rồi em qua mã nè, em sẽ lên tiếp một mẫu váy. Để em xem coi, giờ nãy giờ body đi ha, nãy giờ chưa lên body nhiều đúng không? Rồi đây có một cái body.bi, mẫu này gần hết hàng, tính ra em này mới về luôn á. Cái bi này của em là mới về gần đây luôn mà nó cháy hàng mất tiêu rồi. Hiện tại hình như nó còn được có 2 size thôi. Về 4 size mà còn có 2 size thôi, cháy hàng rồi. Chị nào nhanh tay có đơn cho em. Đây, mẫu em mặc trên người là 1544 ạ. Nay giảm có 179.000 thôi mấy chị. 1544. Sale còn 179.000 rồi, còn 2 size. Em còn 2 size cho các chị mình lựa chọn nha. Em còn 2 size cho các chị lựa chọn là M và L nha cả nhà. Hôm nay shop giảm luôn 179.000 cho mình ha. 179.000 đồng cho các chị yêu luôn ạ. Nhớ là đây, hôm nay em hướng dẫn mình cách đặt hàng cho nó nhanh nè. Rút kinh nghiệm sau những lần mà đặt hàng trên livestream không có được mấy cái đầm sale á, thì các chị yêu nhớ giúp em là mình chia sẻ trước cho em, sau đó là một hồi em lên mẫu nào á mình đặt hàng luôn thì cái cơ hội chốt nó sẽ cao hơn. Đó là những chị khách đã mua được hàng sale thì em chia sẻ lại như vậy, chứ nhiều khi mình cứ đặt hàng xong đến lúc mà hồi nữa ha, vô like cái đầm 99.000, chốt đơn mã số số điện thoại, cái bên em thấy chưa chia sẻ chốt cho chị khách khác mất tiêu đó. Cho nên là nhớ là cứ vô là chia sẻ trước cho em, mỗi chị có 3 lần, đâu có nhiều đâu, có 3 lần chia sẻ, có 3 lần mất khoảng có 5-10 giây à. Xong em lên hàng sale là mấy chị là vô chốt cái nó được liền, nó dễ đúng không? Tại nhiều khi hàng sale nó đâu có phải là full size đầy đủ ai đặt cũng có đâu, sale nhiều khi có 5 cái 10 cái à, đó thì hết hàng nhanh lắm, nên là tranh thủ đặt luôn. Rồi đầm này em 2 size nè, 350 giảm còn 179.000. 350 giảm còn 179.000 đồng, 2 size ML cho em. 2 size ML cho em nha cả nhà ơi, dưới 50 cân, dưới 55 cân chứ, 55 cân. Eo dưới 74 nha, eo 74 quay đầu cho em mình chốt nha cả nhà, mã số cho em 1544. 1544 và kèm cho em cái số điện thoại nha. Size M hả chị, size M eo khoảng dưới 70 chị nha. Màu này lên xinh lắm. Chấm bi to to cho các chị mình nè.
lúc nào đồng bi nó cũng hot hết trơn á. Cái chị để ý đi, khi nào em về đồng bi nó cũng cháy hàng nhanh hết trơn. Bởi vậy mình phải tranh thủ đặt đơn liền nha. Ngoài live stream không có giảm giá nha cả nhà. Mình đặt bên ngoài live của em mẫu này nó vẫn hơn 400 nha. Đặt bên ngoài like mẫu này nó vẫn hơn 400 nha cả nhà. Chỉ có trên like là em giảm giá được thôi. Tranh thủ đặt luôn. Em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nè. Mã số sản phẩm và kèm số điện thoại cho em là được nha. Em mang vải gì? Dạ cái này là vải von. Em mang 1544 là vải von nha. Em mặc size mấy? Em mặc size M. Thường thì dạ em 50 cân. Tất cả các váy mặc size M nó vừa. Đây size M nha em. Đây là size M nha em nha cả nhà, dưới 50 cân. Đồng này size M em khoảng 70 được nha. Em mặc nó vẫn hơi dư một chút xíu. Size M em dưới 70 cho em mẫu này. Đuôi cá nha, đầm đuôi cá cho em form dài qua gối nè. Ui, 1m60 em mang nè, là nó dài qua gối như này ha. Thiết kế cho em là cổ tim. Tay là tay tay lỡ nha, có nhúng phồng trên vai áo. Những chị nào bắp tay to nè, thấy không, nó vẫn phồng như này. Che quyết định bắp tay tốt, không có sợ chật ha. Không co giãn chị, von là không có tính co giãn nha. Von các chị nhớ đo sao chuẩn cho em. Chất liệu như là nhung hoặc là poly, la dung thì mới co giãn. Còn nhà em như là von lụa thì cứ sai chuẩn thôi. Khi nào cái mẫu đó em may là form suông hoặc là cái kiểu nó khá nhiều nhúng thun này kia thì mới tính co giãn, chứ còn là sai chuẩn cho em. Đầm này dưới 65 cân mình chỗ em nhập 55, hết size lớn. Giới thiệu hồ đa 4 size luôn nè. Em bị liệu á. Đầm này là còn 2 size ML nha. 1544 cho em ạ. 2 size ML chốt đơn cho các chị mình luôn. Bao nhiêu tiền? Đây 179.000 nha. Đây lên cái đầm sale 99 cho mấy chị ha. Trời đất ơi, đầm sale thì nhiều nhưng mà khổ gái mấy chị không có chia sẻ cho em lấy gì sale được. Nhớ nha, mỗi chị cho em là 3 lượt chia sẻ. Lên trang cá nhân hoặc là lên trang có hội nhóm cho em nha. Đây, tiếp tục lên sale cho mấy chị cái đồng này luôn. Giảm luôn trên bài like này luôn. Em váy sơ mi luôn. Một cái đồng sơ mi hoa siêu đẹp, màu vàng, cực kỳ trẻ trung. Mã này cho em là 99.000. Dưới 50 cân cho em mình chốt nha. Dưới 50 cân cho em mình chốt đơn em này. Eo dưới 70 là ok. Chồ màu này mặc lên là thấy trẻ đâu mấy tuổi liền mấy chị. Đó, lúc cái hoa vàng vừa là thấy trẻ với trắng liền không. Mặc lên là da sáng trưng liền. Thế cái màu đồng nó cũng quan trọng lắm luôn á. Rồi 99k cho em mẫu đang mang. Mã số là 1513. Đây, 1513 cho em nha. Sale còn 99.000 đồng nha cả nhà. Chốt liền có đơn, chậm tay hết. Chị nào dưới 50 cân đặt cái này là ok nè. Mặc vừa thì mình chốt cho em ha. Còn hổng vừa mình mua tặng cũng được. Hổng vừa mua tặng cũng được. Cái váy này bình thường em vẫn bán nó 350. Bình thường em vẫn bán nó 350. Hôm nay sale có 99.000 thôi. Hôm nay sale có 99.000 cho mấy chị mình thôi. Nhanh tay em tư vấn luôn. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho mình luôn nè. Mã số sản phẩm cho em 1513 sơ mi lụa. Có cổ, có tay đi làm ok thoải mái. Đó, may kèm 2 túi nữa nè. Một lớp 2 túi khóa sau cho em ha. 99.000 đồng. 99.000 đồng nha cả nhà, xin không. Trời ơi, mặc đâu cũng được hết trơn á. Mấy cái đồng sơ mi là em thấy mua về là nó dễ mang nhất luôn á. Đi chơi, đi làm, đi đâu cái chị mang cũng được. Đó, đẹp này nè, có 99.000 nè. Có 99.000 cái váy của em nè, chịu gì nổi đâu. Một lớp cho em ha, vải xịn đẹp không có mỏng. Không mỏng đâu chị Tuyết ơi, hàng này nó dày dặn sẵn rồi. Để mình coi nè, em like làm sao là nhận vải á nha. Ở trên like mình thấy em mặc nè, không mỏng. Là mình nhận nó cũng không mỏng. Tại vì ở đây em live stream á, là cũng tương đương cái chị đi nắng luôn á. Ở đây có tới bao nhiêu cái đèn? 1, 2, 3, 4 nè. Nói chung là ở đây trước mắt là có 4 cái đèn chiếu vô ha. Mà một loạt đèn ở trên đầu chiếu xuống nữa mấy chị. Không hề mỏng, không hề xuyên thấu gì hết trơn á. Rất là thoải mái cho em luôn ha. Tay phồng nè. Rồi đây là 1513 nha cả nhà, 99 nè. Chị Diễm Trang rồi em thấy nè. Nhưng mà em chưa có kiểm tra cái lượt chia sẻ. Nên là em chưa có dám là đọc tên chốt đơn nha. Mình cứ đặt hàng cho em. Đã có lượt chia sẻ rồi thì bên em sẽ chốt ngay cho mình cái đầm này là 99. Em nói là làm nha, cứ đặt hàng cho em. Không biết là có chị nào đã chốt được đầm 99 của em mấy ngày nay chưa. Chị nào mà đã chốt được đầm 99 rồi á, mình nhận hàng rồi mình thấy ok á cả nhà. Hôm sau mình nhớ cho em review nha. Nhớ cho em xin cái review. Tại vì nhiều khi có khách chốt không được á, xong rồi cứ nói em là không có, không like nhưng mà không có bán hàng 99 á. Có nha mấy chị ơi, rồi ai nhận được 99 rồi cho em xin review nha. Đây 1513 nè.
còn có mấy đơn sale tặng mấy chị luôn ha. Ai chưa có thì tranh thủ đặt liền. L72 hả chị? L72 cái này chị mặc được nhưng mà nó vừa sát luôn có được không? Kiểu như là nó vừa y luôn, nó không có còn dư sen nào nữa nha. Còn eo tầm 68-70 chị mặc là nó sẽ dư thoải mái. Còn L72 là coi như nó vừa khít luôn rồi nha. Trường hợp thích mặc mà ôm sát thì L72 ok. Còn mà muốn dư giả thoải mái thì em sợ là nó hơi ôm quá đó. Rồi 99.000 cho em mẫu váy này 1513 nha. 1513 99.000. 1513 99.000. Nếu mà L72 thì em ở đây nè. Em có cái đầm sơ mi súp ly này nè. L74 luôn luôn. Cái mẫu này nè chị, nó hơn xíu 140 à, hơn có nhiều 40.000. Hơn 40.000 cho em cái mẫu này ha. Thì L74 mình mặc vẫn được luôn cho em. Chân váy súp ly toàn bộ trước nè, sau nè. Xè gấp đôi đầm bình thường, xè gấp đôi cái đầm em đang mang luôn á. 140 cái đầm này cho em. 450 giảm còn 140 tại vì nó cũng lẻ size ha. Nhưng mà được cái nó to hơn em đang mang một xíu. Đầm em cầm trên tay ha. L74 quay đầu và số ký là khoảng tầm 52 cân đổ lại. Đó, form là form rộng cho em luôn. 140 váy này 1517 nha. Ai thích mẫu này chốt giúp em là 1517 nha cả nhà. Tem mạc nhãn mác đầy đủ cho em ha. Hàng nhà em may luôn nè. Khóa ẩn phía sau nè, cái màu đẹp nè. Mẫu này best seller nha em, rất là sang luôn á. Đó, được không? L74 chốt qua cái L72 chốt qua cái này cho em đi. Có 140 thêm 40 cho em, hàng xuất sắc luôn. Em mang thì eo dưới 70 là ok, thoải mái hơn nha. Chốt đơn cho em 99.000. 99.000 cho em mẫu này mã số 1513 nha. Rồi, còn chị nào nữa chưa có mẫu này lên đơn? Ui, không có size L chị Uyển Lê ơi, mẫu này em còn size M thôi. Đồng đang mang chỉ còn size M nha. Sale còn 99.000 cho mình nha cả nhà ơi. Size M giúp em 99.000 đồng. Rồi em qua mã. Nếu mà sơ mi mà có nhiều size hơn một chút để em lên cái khác sale cho mình ha. Cái đầm đặt sơ mi hoa đi. Lên cái sơ mi hoa này cho mình. Mẫu này em còn tương đối hơn một xíu nha. Mẫu này là cũng gọi là hot nhà em nè. Có cái hoa màu tím rất là nhẹ nhàng, dễ thương luôn. Màu trắng cái chị mang lên cho em tông nền trắng rất là trẻ trung ha. Sáng da trẻ trung. Mã số cho em 1470 nha cả nhà. Để mà số lượng tương đối một chút xíu thì mình tham khảo cho em mẫu váy này. Rồi, đây là 1470 của nhà em, sơ mi nền trắng hoa tím cho cái màu là thấy dễ thương liền. Màu là thấy nữ tính bánh bèo liền. 1470 cho em, sale 199.000 nha cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn. Ồ, đúng rồi, 199. Đâu để em coi nó còn mấy size nha. 1470. 199.000 rồi, hết M. Thông báo với các chị yêu luôn, tình hình là hết một size rồi. 1470 em hết size M rồi nha. Còn cho mình là size L, XL và 2X nè. Rồi bây giờ nha, 50 cho tới là 65 cân mình chốt đơn cho em. 50 tới 65 cân mình chốt cũng là một cái đầm sơ mi cho mình. Nhưng mà em này sẽ là von 2 lớp. Đầm này của em với chất liệu là von nổi nha. Cái hoa của nó sẽ nổi trên mặt vải rất là đẹp luôn nha. Cổ áo sẽ là viền phối màu cho mình. Đó điểm nhấn không? Đồ màu này mặc xinh quá nè. Kiểu chị nào mà thích nhẹ nhàng nữ tính á, lấy cái hoa tím này là ok. Vừa đi chơi vừa đi làm mặc cũng được, đi tiệc mặc cũng đẹp nữa ha. Phối kèm phụ kiện vô cho em là xuất sắc luôn. Rồi 199.000 nha cả nhà ơi. 199.000 cho mẫu đầm này, 3 size nha, còn có 3 size thôi. Hôm nay ai size M là hết rồi. Em còn 3 size là L, XL và 2X nha, hàng mới luôn. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán. Tất cả đơn hàng bên em mình đều được kiểm tra nha. Khách mà khách quen thì không nói ha. Khách mới á, chị nào đang phân vân lo lắng là không biết là hàng có giống mẫu hay không thì bên shop hỗ trợ cho các chị yêu là kiểm hàng trước thanh toán nha cả nhà. Đây nè. Cái này là cái size 2X của nhà em nè mình ơi. Giống em mặc không? Cái chị khác nó to hơn thôi. Đó, chị nào hỏi em là giao tối rồi có đúng như giới thiệu hay không? Hay là cái size to nó có giống như cái mẫu mặc không? Hay là chỉ là cái mẫu mặc đẹp rồi giao cho khách cái khác thì không đẹp? Thì đây, size 2X đây. Y chang cái gì hết trơn. Y chang cho em, cái chị khác size lớn size nhỏ thôi. Chứ ngoài ra là không có gì khác hết trơn á. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán cho em mấy chị ơi, khỏi lo nha. Em giao đến tận nơi là khách kiểm hàng, mở ra xem phải đẹp, phải đúng như em nói thì mới lấy tiền. Đây nè, von 2 lớp cho em ha. Thích nhẹ nhàng chốt cái này đi mấy chị. Nhẹ nhàng nhưng mà vẫn đẹp nha. Mặc lên vẫn sáng da nha. Sale còn 199 nè, khóa sau cho em. Những cái hoa trắng là hoa nó sẽ nổi phía trên nha.
Đây mấy cái hoa trắng trắng này nè. Đó, hoa nổi cho em nha. Đẹp lắm luôn đó cả nhà. Còn hoa tím nữa nè. Rồi chiếc eo form xòe cổ phối màu rất là xinh. Em này sale còn 199.000 đồng. Hiện tại shop đang có cho mình là 3 size nha. Shop đang có cho các chị mình là 3 size là LXL và 2X. Ở đây chị nào từ 50 tới 65 cân cho mình chốt nha. Rồi eo chị là 78, mặc được màu trắng này không em? Đu chị eo 78 XL cho em nha. Eo 78 chốt XL cho em là được rồi. 1m62 hả chị? Qua gối, yên tâm. Em coi mét 6 tới bắp chân này đó không? Mét 62 vẫn qua gối cho em, không có ngắn đâu, yên tâm nha. Đó, giá bao nhiêu tiền đây? 100 mà 199.000, 199.000 đồng cho em mỗi ngày luôn ha. Đẹp khỏi chê luôn. Vải bon mát lạnh cho em nè. Hai lớp nè, form xè dài bên trong đúc lót cũng không có sợ mỏng luôn. Rồi ai lấy mẫu này thì bình luận giúp em ạ. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nha cả nhà. Vậy em mang vải gì vải shop? Dạ cái này là vải von đó nha chị Minh Anh. Em mang là vải von chị. Sơ mi von hoa tím nền trắng rất là nhẹ nhàng. Tay sẽ là tay may phồng cho mình không sợ chật bắp tay luôn. Rồi giảm giá còn 100 mà. Giảm giá còn 199.000 cho em nha. Một đơn size L cho chị Ngọc Ánh nè. Rồi ok. Rồi cho chị mẫu đầm đang mang địa chỉ cũ nha shop. Rồi ok chị Lệ Thu luôn ạ. 1470 nha. Chị nào lấy mẫu đầm này của em bình luận luôn là 1470 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Sau đó là bên em sẽ liên lạc tới và giao hàng đến tận nơi cho các chị mình luôn ha. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha cả nhà ơi. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nè. Mã số sản phẩm nè, kèm số điện thoại cho em nha. 2XL eo bao nhiêu em? Eo 84, mẫu này size chuẩn. Đầm này của em size chuẩn eo 84 đổ về các chị chốt cho em nha. Nhà em sẽ giao hàng toàn quốc luôn. Mình cứ ngồi ở nhà xem live đặt hàng, không cần đi đâu hết trơn á. Em sẽ giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu là kiểm hàng trước thanh toán ha. Cứ coi live stream ưng cái nào chốt cho em cái đó. Đó, sau rồi shop sẽ giao đến tận nhà cho mình luôn nha. Lấy mẫu nào lên đơn em tư vấn và chừa hàng chừa size cho mấy chị luôn nè. Mẫu sản phẩm em mặc trên người đây sẽ là 1470 nha cả nhà. Mẫu em mặc trên người đây là 1470 nha. Chị nào chưa có thì bình luận giúp em ạ. Mã hàng kèm số điện thoại các chị yêu nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho mình luôn ạ. Rồi một cái size lời cho chị Phương Anh nha. Bây giờ qua mẫu nè. Sơ mi von nha. Sơ mi von thích mặc hai lớp thì chọn von. Lụa thì nó một lớp. Ai muốn mặc một lớp thì chọn lụa, ai muốn mặc hai lớp thì chọn von. Màu 51 hỏi chị 51 đây. 51 đây sơ mi là maxi mới. 51 là mẫu maxi mới của nhà em ha. Em này là cái dáng nó dài thước tha cho mình luôn. Cái tay nó cũng là tay dài. Xinh lắm, mẫu này mới về luôn, vừa gặp bến nhà em. Nằm trong mẫu sưu tập mới nhất mà giá thì thôi rồi, 249. Tính ra là còn rẻ hơn là mấy cái đồng em đang bán luôn á, đúng không? Thường hàng mới các chị biết là giá nó sẽ tầm 300, 350 dao động. Hôm nay sale luôn 249.000 cái đồng mới ra mắt luôn. Đang em qua cho mình xem một xíu cái đồng này nha. Mẫu đang mặc có mấy màu? Dạ một màu nha chị ơi. 1470 chỉ có một màu duy nhất là em đang mang, nền trắng hoa màu tím thôi ạ. Không có màu khác. Em có nhiều sơ mi nhưng mà mỗi cái nó mỗi hoa văn khác nhau á chị, nó không có giống nhau nha. Rồi lên 1551 nè. 51 sẽ là đầm màu von, dáng dài maxi cho mình luôn ha. Có cổ luôn. Đi làm nè, đi chơi cái chị mang cũng được nữa. Em này mà mặc đi du lịch là cũng ok, hợp lý luôn á. Form dài thước tha cho em. Có cái tay dài bo thun phồng phồng rất là xinh. Rồi đây chốt cho em mẫu này 1551. 1551 là mẫu đầm em đang mang. Em này có size cho mình từ full size luôn, quên hàng mới. Mẫu này nó full size luôn, em mới về có mấy ngày thôi. Hôm nay chị nào mua thì vẫn là những chị khách mới đầu tiên sở hữu nè. Đó, form dài cho em cái màu này lạ ha. Tông nền trắng có họa tiết cho các chị nào thấy không? Chụp hình sống ảo là khỏi chê luôn. Em này sang số 1 luôn. Rồi 249.000 thôi. Tính ra nguyên một cái đầm dài hai lớp đó, đầm dài hai lớp mà đầm thiết kế nữa, mà trong khi em xem có 249.000, mấy chị thấy nó rẻ không? Nó còn rẻ hơn một cái áo sơ mi thị trường đang bán nữa mà, rẻ hơn một cái áo sơ mi thị trường đang bán luôn mà, đúng không? Còn đây là nguyên cái đầm dài như này thước hai cho em nè, mét 6 em mặc nè.
đó, chị nào mét tư mét năm dài hơn cho em càng đẹp hơn nữa. Cái tay của nó sẽ có bo thun cho các chị mình thấy không, tay áo là bo thun phồng cho mình nè, dễ thương ha, không có sợ chật nha, nó bo thun co giãn rồi đó. Muốn mặc tay lỡ thì mình sẵn là như này cho em phồng phồng cũng đẹp, còn không thì làm tay dài như bình thường cho em ha. 1551 nha cả nhà, 249.000. Rồi 1551 cho em nha, 249.000 đồng full size luôn, mà mẫu này nó còn rộng nữa nha, thoải mái nha, em khoảng 86 cho em được luôn ha. Đầm em mang nè, sơ mi 1551 form dài maxi cho các chị yêu đang tối đa cho em mẫu này eo 86 độ về các chị chốt đơn. Phần eo này nè, size M eo cũng được 70 rồi, size 2X eo khoảng 86 cho em đang 2X nè. Em có full đàn cái nè, em đo thử nè, em thấy eo nó cỡ 86 là cái gì mặc vẫn thoải mái luôn á. Đó, y chang em mặc không? Trời ơi, nói chung là về chuẩn mẫu hay không thì cái chị cứ tự mình kiểm tra cho em đi nha. Em chưa lấy tiền là cho mình kiểm hàng rồi. Mẫu nhà em thì không phải lo đâu, tất cả các sản phẩm luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha cả nhà, giao luôn cho các chị mình là hôm nay đặt là ngày mai em đóng hàng em giao đi liền ha. Nhận hàng cứ kiểm tra cho em trước thanh toán nha cả nhà. Lấy mẫu đồng nào bình luận nhanh tay cho em nha, mã số sản phẩm nè và kèm cho em cái số điện thoại các chị yêu ha. Rồi 249.000 đồng, khi mà mua váy nhà em là mình sẽ được kiểm hàng trước thanh toán nha, không có cần phải đi đâu hết trơn á. Thay vì đi đâu thì cứ gọi nha, Chiến Linh 51 nè, rồi em giao đến tận nơi, hôm nay mình đặt mai em giao đó, 2 đến 4 ngày sau mình nhận hàng. Đây size 2XL đó, size 2XL nè, tem mạc nhãn mác đầy đủ như thế này luôn ha, hàng giao đến khách là hàng mới 100% luôn. Chị Hồng Hạnh 51 cân hả chị, 51 cân mình đo eo nha, eo dưới 70 chị chốt cho em mẫu này size M cũng được, form này nó cũng rộng rãi thoải mái. Còn nếu mà eo của chị mà trên nè, ví dụ như là eo từ 70, 71 đến 75 á, thì 76 á, mình lấy cho em mẫu này size L ha. Rồi giá là 249k nha cả nhà, 249.000 cho em mẫu váy đang mang nha. Chất liệu là von nè, chị yêu nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay cho em luôn, mã số sản phẩm nè và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà ơi. Chưa, mã số sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha, 249.000 cho em là được ạ. Một đầm em mang size 2X, rồi chốt giúp em như này nè, 1551 2X nha. Nãy có đơn rồi thì bây giờ gộp đơn, còn nãy mà chưa có thì bây giờ là thêm số điện thoại cho em ha. Đó, chất liệu là van cho em nè, dồn cho chị Hệ Trần nè, diễn đàn 62 kênh được luôn, đầu này 66 kênh cũng được, 65 66 kênh cũng được cho em. Khóa sau nha mấy chị, coi nè, mình nhìn vải đi, cùng một cây vải ra thì không thể nào mà khác nhau được hết trơn á. Nói chung là cứ ưng thì chốt đi mấy chị, hàng giao đến tận nơi, hàng giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng trước thanh toán luôn ha. Lấy mẫu nào cứ bình luận bên dưới giúp sáu bạn form dài cho em, trời thích mặc mấy cái đầm dài mấy chị ơi, đi đứng nó thướt tha, nó nhẹ nhàng mà kiểu mặc đi chơi đi du lịch cũng không có sợ nắng chân đen chân nữa. Chị Thúy Nguyễn nè, một đầm em mang 57kg 1551, ok chị luôn. Rồi mình đặt xong sẽ có nhân viên alo tư vấn nha cả nhà, bên em sẽ giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị xem hàng trước ha. Em này thích hợp cho các chị nhà, những chị nào thích mặc váy dài, những chị nào thích lịch sự kín đáo, có tay, có cổ, tay dài luôn, tay dài bo thun như mấy chị thấy không? Đó, màu cũng lạ, cũng đẹp rồi đúng không? Màu rất là sang, màu trắng thì mặc sang, trắng da. Rồi 249.000 cho em ạ. Có chiếc eo á chị, đầm này chiếc eo cao nha, vẫn chiếc eo xèo như bình thường nè. Đó, vẫn xè như mọi khi, vẫn che bụng tốt nha. Rồi 249k cho em mẫu đang mang nè, 1551 cho em. Nghe phủi trời. Một chị yêu nào chưa có mình lên đơn sớm giúp shop nha, bây giờ em qua mã nè. Rồi tiếp theo em sẽ lên một em váy sale nữa cho mình ha, em có cái đầm à, lên tiếp một cái đầm sale à, có size to đi đây. À, nãy giờ có đầm sale size nhỏ đúng không, rồi qua một cái đầm có size to cho các chị mình, giá cũng có 100 hơn xíu rồi mấy chị. Hôm nay vô like của em mà không chốt được 2-3 đồng là dở nha, đồng nào cũng sale hết trơn á. Hả? Chưa, đâu mới nhắn nào. Là định ra nhắn không chị? Không trả lời. Rồi đây, mẫu này của em mã số là 14.
81 đó, 149.000 đồng, 149.000 đồng cho mấy chị luôn, xịn chưa? 149 vào form chữ A mấy chị. Dáng cầm chữ A là cái dáng dễ mặc nhất luôn ha, không có sợ là kén form gì hết trơn á, mình tròn người hay ốm người gì mặc cũng được. Nhưng mà hôm nay thì mẫu váy này em còn có hai size à, em còn có hai size cho mình là size XL với 2X à. Rồi bây giờ chị nào 55-65 cân cho em mình chốt nha, 55-65 cân cho em mình đặt hàng ha. Đồng này hàng satin mát á, lựa satin lụa mát lạnh luôn, rờ vôi trơn láng cái tay của mình luôn. Rồi hôm nay giảm giá nè, chị yêu nào trong khoảng tầm 55-65 cân, em này eo 86 độ lại, em giảm luôn cho mình là 149.000 đồng, 149.000 đồng nha cả nhà ơi. Hàng satin lụa cho em có cái màu xinh hơn, màu tím ạ. Hầu như là mấy chị trung niên nhà em cũng rất là mê cái tông màu này luôn ha. Lên phong nè, gọn dáng chưa, sẽ nhẹ tà phía trước, phong thì cũng không quá dài, 1m6 em mang nó chỉ vừa tầm là qua gối nha. Hai size cho em là XL và 2X, size nhỏ hết và cũng không về thêm. Hôm nay chỉ còn hai size cuối cùng này thôi, hết là em bỏ mẫu. Không riêng cái này nha, mà tất cả các váy luôn, em chỉ về mỗi mã một lần duy nhất, hết là bỏ mẫu chứ không có may lại, không về thêm nữa. Đợt sau là về kiểu khác đó, nên các chị mình tranh thủ mình đặt sớm ạ. Mày nhắn hả? Rồi ai chưa có mẫu này lên đơn sớm giúp em nha, sale luôn trên line này là 149.000 nha cả nhà, 149.000 đồng cho em nha. Chị yêu nào chưa có mình lên đơn sớm giúp shop ha. Em mang có size nào? Em mang còn hai size. Đồng này em về là cũng 4 size như mọi khi á, là XL với 2, 4 size như mọi khi là M, là XL, 2X. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì em đã hết M và L rồi nha, hết trơn luôn. Đẹp mà rẻ, hỏi sao không hết mấy chị, mà trong khi bình thường bán nó 300. Bình thường em bán nó 300-350, nay sale còn có 149 nè. Gì vậy trời, 149.000 cho em mẫu đang mang hai size cuối cùng nha, 149.000 cho em mẫu đang mang hai size cuối cùng là XL và 2X nha cả nhà ơi. Chị nào chưa có mình đặt hàng ha. Rồi cái bài livestream thì em sẽ lưu lại tại đây, và cái chị mình vô livestream mới giúp em nha. Chuẩn bị shop tới vài phút nữa thôi, shop sẽ có một bài livestream mới nha, cái chị vô lại live mới giúp em ạ.